con nhân vật chịu trò vậy? Ném nguyên vật thôi. Quay hết 9 vòng mà thấy không? Bỏ vòng súng lại. Sao le vậy em? Bắn AK-9 vậy còn nói nhá. Anh không quen với AK đỏ em hiểu không? Vấn đề nó nằm ở đó. Vấn đề là AK đỏ nó không có hạt mệnh. Tiếng gì vậy? Thôi chưa? Nghịch vừa thôi. Trời má ơi, mấy chút con hoạt. Ui ôi. Không ai hết vậy. Chán vậy. Ờ có người trên đây luôn, có đầu xanh luôn ghê vậy. Có người bên mình luôn á, kéo bên luôn á, chạy. Sao phải chạy? Người sao phải sợ nhỉ? Chưa có súng. Sao phải chạy trong khi mình sẽ chết? À đây rồi. Thấy chưa? Súng đấy chưa? Chơi súng ống vô hát liền. Ui có hát rồi. Sao biết? Không biết mà nó đục mình ghê lắm. Để súng máy đục mình mà. Chuyện đục thì quá bình không thường. Không biết là có phải là do bồ nó ping vị trí không. Đúng có hai thằng luôn ghê vậy. Chạy. Còn tim. Còn tim nữa. Ủa bắt hai luôn nữa hả? Hai tim. Hỗ trợ rút. Một tim bên tay trái mình nữa đó. Có phải nách nha. Mình nhạy cảm quá hả? Sao mình mỗi lần mình ra mình giao tranh chứ có hai thằng nó bắn mình. Khu nhà kìa. Khu nhà tao kìa. 120 máu này. Ghê dọ. Với đấy. Trời ơi, canh cua ơi, bánh như thế thì nó nghỉ game. Dính đúng vậy mà. Tụt luôn đầu vào trong, bắn thật tụt đầu vào trong luôn. Tụt bắn kiểu đó. Nó ke đầu vào cho nó không chết luôn nhờ. Nó không dám ra nó nhập. Ui, nó hết đạn. Đù, nhặt cũng loại hoàng luôn, dính vào mặt tốt. Tính ra mình nhặt khẩu, nhờ khẩu nhặt khẩu khẩu kilo đúng không? Một cái lô của phố nhà đi tắt nè. Nào ạ. F1 của 8. Ok em làm bài nhé. Học đi. Bắn nó phải từ đầu trong lên đi. Em bắn cái gì luôn. Hay là không có bắn một viên một tụt đầu trong không dám ra nữa luôn. Mình bảo hát rồi. Hát chắc rồi, bắn trên đấy mà. Ơ mà đúng cái khẩu kilowatt ấy bạn. Kê đầu mà nó bắn được, nó được có 120 máu ấy. Kilowatt bắn như cứt tìm. Tính là cái kilo đam nó yếu quá. Ô mà như hồi nãy mà đi test làm anh chắc chết rồi đó. Tắt chỉ tích tắc. Ngợi sợ đến lúc cầm tích tắc thì lại bắn trượt đấy. Ngậm cái gì trong mồm mà bạn lấy chuyện rồi. Ngậm cái hạt. Ôi anh tới đặt xiếc đây. Ok ok. Biết phố đại gia rồi. Bắn một phun đại thừa đồ luôn. Làm nặng dữ rồi. Không có đây động xanh nữa. Không có đâu. Mình quá trứng còn, thấy trứng còn là ok rồi. Rồi một trứng à. Nhờ người đó không đam mê trứng anh ạ. Bắn cái nãy có cái thẻ cứu mà chả xài được luôn. Ừ nhờ. Mình có thẻ cứu rồi còn phải đi nhặt xác. Ờ được có một lửa vậy bạn. Không xài ném ra. Nhập vội này chứ, thấy mình nhập vội. Anh nhớ như em thắng chứ em lấy 6 triệu, em bảo là đưa khẩu mát mà anh, sao mình lại nhặt khẩu mát. Bạn Hoàng sao quá nha. Thắng thì thắng thức lấy 3 triệu ghi vào sổ đàng hàng, lấy ra 6 triệu.
Rồi, rồi chết rồi, gia đình xào xáo chết rồi chị ơi. rồi. Mày chết mẹ tắt mic rồi. Chết mẹ bị vợ đấm rồi. Đấm chắc rồi. Thanh niên bị vợ đấm tắt mic rồi. Thương quá à. Như còn sống hay đã chết rồi vậy. Đủ anh đang định hỏi em đâu rồi bé. Anh nhờ hả? Tự dưng không thấy đang định hỏi á. Làm xoay đủ hướng ha. Thì hình sao rồi? Mình khó chịu à? Lâu vậy. Chú con ngấm mồm thế á. Bay không bay. Ôi thính thả ngay chân luôn kìa. Ngay chân luôn kìa. Mấy nhân phẩm luôn. Ôi thính thả ngay đây nữa. Mất đờ lợn. Ờ chuẩn bị đi giao chân nát mặt ở đây. Mất đờ lợn. Cái số phải anh thính rồi. Anh tập hơi bắn rồi. Đấy, mình bắn sọc luôn một mình xem. Đi lại. Chết mẹ rồi, đi đi anh. À, vẫn còn chơi được bạn. À, chơi trong nước mắt vậy bạn yêu. Kiếm theo con xe. Ơi. Kiếm xe. Ừ. Đó. Ẩn xe bò. Ừ cứ chạy trước đi, cứ chạy trước đi. Chưa ai đón bạn đâu mà không chạy trước. Ẩn. Chạy bộ mới hư cái hãng. Trận đây không có xe luôn, toàn xe bò. Ừ, nó mới cái thấy giới thiệu mấy cái này kia đẹp 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 bây giờ thấy chưa ra nữa ta. Tầm xấu. Xe nào vậy? Cái xe phóng tới lắm, cái cướp. Nè, quay xế. Lợn kia không là lợn treo à? Mâu thuẫn gia đình. Đây, thì em lấy rồi. Em lấy. Đã còn xuống đổi cái. Chờ, chờ anh quay cho anh đổi rồi. Đổi cái mà lấy cái chuối bắn. Lợn gì treo mà không bị bút bắt ta. Ui. Ngoại đỉnh. Đó, vừa nhắc xong rồi có bút. Nhanh 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 nhanh, con lộn nó thích nhất. What the hell?
What the hell? Sao mình bắn sọc chậm vậy ta? Chứ đâu con lợn nó treo à? Đợi hắn để chúng ta đi thôi. Thế ơi. What the hell? Nó tầm chậm nhanh chút. Rồi. Khoảng cô giáo Linh. Hoàng biết lấy đó mà. Đúng là người tốt. Tìm đâu ra một người đồng đội tâm lý như vậy. Bất tính rồi nè. Ủa mình giữ cái tác không bấm thì to hết giờ đúng không? Có chó luôn nè. Ủa xe luôn em ơi. Đây vào đây em ném bom cho. Cái gì hả? Không không. Không, nó chạy lên phía trước rồi. Sao em tựa đâu? Đâu nhở mới thấy chạy về đây. Em phát điên rồi. Công biết luôn. Nhanh. Em phát điên phóng công biết luôn. À trên ba trên đo trên cái cây cụ điện em. Ok. Mày. Sao vậy? Chúng tôi chết rồi. Ủa, SMRS luôn hả? Điện này nè, đúng không? Đúng rồi, cô điện nó đúng rồi. Sau lưng mình là boss hay người đây? Rồi dạ, giờ giả boss đầy. Bên này boss kìa. Mình không toàn được bốt ê. Nó bắn nhau kìa. 1, 2. Hai nhá, hai đứa nhá. Ôi nó đóng cửa thợ chó. Ôi chó dí này. Chết tôi, đừng. À. Nữa. Gì vậy, chó rồi còn thêm cái là nữa. Mất tờ lợn, các bạn chơi đủ combo rồi. Đang một bầy dưới kia cái cục tụ điện kìa.
Từ 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 kênh chua ơi, kênh chua ơi, nó đông cho nó đông lắm, sao mà thằng này nó sao mày xuống này xuống à. Trời ơi sọc gân như cục kích đấy, sọc thẳng mặt mà không chết. Học đi bạn yếu mà. Ơi con lợn Duy đứng được chỗ đẹp vậy à, rớt rồi. Để nhặt đót mình đi bạn Duy. Mới hết cứu rồi, chán thế. Bắt sọc rồi buồn rồi. Bắt sau lưng người Hoàng bỏ. Anh chỉ bảo là anh nhớ em bảo em lấy tiền bảo là thuộc quế tháng này để em. Rồi hai ba thằng ở dưới luôn. Ôi thôi thôi. Mình can chỗ này là hơi toang rồi. Ba thằng ở dưới luôn nha. Thằng cua. Tiến thủ đi phải cứu Hoàng. Tiến thủ cứu Hoàng bây giờ người nhặt cái gì? Tiêu lượng. Trời ơi nó bắn nhắm. Bên phải có. Có một bầy chứ. Bên tim bên phải này bắn ngáo mà. Chắc mình có bom đầy á, đồ rồi. Ở đây bắn với nhau với thằng trên đồi kìa, hai thằng kìa. Thế khi cấm được khẩu sọc thì bạn phải liếm. Ép luôn đi bạn, bạn yếu à. Bắn như Quỳnh vậy. Trước mặt kìa, đó thằng này bắn như Quỳnh đó, cứ di chuyển nó không bằng. Ai lần này bị một đứa bên tay phải bắt nữa. Rồi giải quyết xong chưa? Xong rồi, xong. Mình hữu hiểu sao mà khẩu sọc làm một phát không thích. Khiên nó không lên khiên. Đổi khiên gì? Đâu, Hoàng nhảy nhỉ. Đang định chuyển dù cho Hoàng thì game nó để cho Hoàng. Lại sọc đi. Chọc của nó mình sọc hơi chuẩn. Cái thằng mặt luôn mà băng. Ủa nãy sao ông bắn quét bắn nhắm vậy? Ừ? Bắn quét à? Bắn quét hay bắn nhắm? Bắn nhắm chứ. Cái này chậm rồi. Đâu mình sọc trước nó mà, xong rồi mình lùi đi rồi cái mình lại quay lại mình sọc tiếp lượt ha thì nó xấy cái gì ngoài không? Quả lúc nãy sao mình chết hay mình chết bo? Hoàng hỗ trợ giết ạ. Để đưa bạn vào bo, để đưa linh cửu của bạn vào bo. Bạch Trung nhảy nha. Ừ, bé cỏ về hả?
trên đầu luôn, nó trên đầu luôn. Muốn mình chạy là một căng. Bên này cũng có luôn. Kilo dưới nhà này có 2 khẩu kilo này. Bắn đâu, cũng súng mình lại vụt. Vụt có đạn thôi nha mọi người, chưa thấy súng luôn nha. Ôi thanh niên này lúc nhà này, này rồi sao chạy. Gần mình lắm rồi, gần mình lắm rồi. Trời má ơi, không có gì luôn. Thằng mày giết tôi á, tao giết. Ừ, một số chó này, mấy nhà không có súng rồi. Quá, mình còn chưa có súng á mọi người. The hell? Con phụ đỏ kìa. À. Đó, này kìa. Good. Yo, chạy. Mẹ chạy ý là quần mới nhặt được khẩu súng. Cày đấy. Hai team. Cái gì nổ hả? Ủa? Nó có tiếng gì nổ đó? Để mình đốt đi. Thẻ của Hoàng sắp hết rồi. Cho nó phắn đi. Mình ra ngoài đất luôn, vẫn khiên cho nó vào mặt nha. Nó sau lưng kìa, nó trèo lên lại nhà này vẫn. Dưới mình một team cơ. Nó trước mặt rồi kìa. Bạn đi có phải đi. Chứ bạn ở đây tí nữa team chưa lên nữa, bạn chạy không nổi. Đi lát 800. Dạ, bên trái. Đang làm gì vậy đó? Thôi,
má cành đó bún lại rồi ngon chứ nó cam thế má thằng cam một cái đó mày nghe mày bún lại rồi chết rồi ốc cả không bay gần đi Hoàng có ván ngon rồi. Không ngửi gì. Giáp đi Hoàng ơi. Hỗ trợ kìa Hoàng ơi, hỗ trợ kìa. Đâu ra đây nữa ta. Con ấy hồi sinh. Tôi nghe anh. Chơi anh tắm cái. À ok. Chơi đi cái gì chơi xong. Chơi bye bye. Mình vừa mới ra ngoài luôn á. Sù.
Mình đến lướt Facebook cho nó thoải mái tinh thần. Óc cạp. Óc cạp và vương miệng. Sao mình mà bắt được mình cam thấy chết thì thôi. Lỡ anh Huân đã đăng bài lên mua bán. Trong mua bán này gì? Nhà chả có gì ngoài AK. Ai cả quên. Thành liền có con ạc con là lên khoe liền. AK phát quang rồi biến yêu cuồng nộ cánh hoa. Cánh hoa ướt à. Hello, hello Minh Phạm. Hello anh. Vậy có bạn bốn người mà chạy hết mình vậy. Vậy sao không có mình đang nói tụi này có bốn đứa mà mình bắn một tí mà tụi chạy hết. Mình mà thua bạn thì chứng tỏ đúng mình số chó. Bốn mà sợ một. Gì ốc chó ước anh tặng cho anh S31 chơi tin sẽ vào đây. Không biết bao giờ mình mới bắn được như rồi. Thôi anh em chết nãy giờ nói vậy người ta cười em đi chặt tay cũng rồi đó. Thôi các bạn mà mình tổn thương quá. Sao các bạn không biết mình như để cho bồ có thể từ xa. Các bạn nó chạy hết rồi. À thì ra là bắn mình. Lợn này. Bố mày cho mày mới quay đấy. Bố mày phụ mày.
Quay xuống rồi. Ủa máy bay bắt luôn thằng này. Có không ra chip bắt được. Có chip còn. Ai cho mày chạy? Nước chị khó bán lắm. Tiếp. Đang cứu luôn. Chết rồi. Đó các bạn cứu nhau rồi chết, cứu nhau rồi chết. Lại đây đưa con xe cho mình. Quên rồi bạn, giữ các bạn. Gì giữ các bạn? Từ sao không được rước hay chưa? Này thì kia kia sao em anh vẫn sống nè, chỉ là anh có thể chỉ chết bó các bạn đi máy bay không đón mình luôn, thế hiểu tại vì ngoài đó lâu đấy bạn đó, cứ bắn nhau bắn địa chạy ra thanh niên với máy bay gì má còn đưa mình lái này chứ cái gì vậy. Chị em là Ami hả ta hay là tên gì trong clan quên rồi. Làm hóa được 8.33 chứ đùa. Phụ trả bài là lỗi. Em đấm vào cô luôn trai. Cốt hôm qua anh đâu có chơi đâu. Hôm qua anh không bắn cốt. Có hai mà mình chỉ quận bắn súng. Ôi bye bye anh gì thích hả. Kêu của anh là đây để xíu em bắn súng đó nha. Bắn cái đó cũng bắn hên lắm anh. Đây có đồng hồ anh đang bắn này. Có team được ở trên bồn trước. Tiếp khác tới nha. Ngộ các bạn sẽ vô. Ơ đạn lạc dính mình nè, what the hell, bắn hoàng mà đạn lạc dính mình. Trên đồi vẫn còn, trên đồi vẫn còn nhưng mà còn này, ngay đây này.
Slip, slip, slip. Cứ bấm nhận nước ngồi cay thế. Lùi xuống đây nè Hoàng, xuống sâu à. Rồi ok 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 ok, bo bo bo. Rồi, bị rớt mẹ. Bạn có hồi máu thì hồi luôn nhá. Còn không là chết đấy. Đây đi, mình đi lên máy bay nha. Bo luôn đi, đợi gì nữa. Hoàng, Hoàng đứng hồi máu. Ủa hôm nay đâu có cớt đâu mà thí mạng. Đùa à. Rồi sao bootstrap master hồi máu với cái siêu không? Có thể lên tính nhỉ. Bootstrap nữa. Đừng xuống, không một tìm nữa. Ừ. Rồi máy bay vừa xe. Rồi nhắm vào chủ xuống được. Nó ở đâu? Chỉ có chỗ xe với lại chỗ... Chỗ này chỗ dựng tính kia hả? Này, đấy, dưới đây một rồi. Đây đây, hàng chạy dưới, khu nhà ngay dưới chân này. Ok, vậy mái nhà này đi, xuống mái nhà ngay dưới chân nè. Xuống rồi bắt. Trong nhà này một. Chờ thôi. Bắn nhau ngoài xa thôi một. Có xác. Ô. Ngoài xa được nhé. Bệnh đông nhờ. 143, 173 kìa. Hai thằng đều 166. Bom sàn đi. Bom sàn không phải gì, đợi đấy lâu lắm. Để ép sát hơn tí thôi. 102 tim ấy nhưng không phải 1 tim đâu. Ok, hiểu. Trang nhà. Nó tầng 2 kìa. Nó không có combo. Cuối nhà này một. Chạy sang đường kìa. Cho nó sang để hỗ trợ. Tùng, má dính vậy. Nhìn ra. Đi ra đây nhà bạn thôi. Đến nhà. Thấy rồi, nhà ngay. Hoàng ơi cẩn thận, Hoàng ơi cẩn thận, con đi ra. Đi ra rồi. Mình đứng trên đầu nó mới ghê chứ. Nhìn phần bóng. Đấy, ngay nhà đấy thôi. Ok, ok. Ngay sau cái đấy. Mặt sạp rồi. Quật luôn, quật. AK phát quang này thôi, nhặt luôn đi. Cái chắc của Hoàng. Đấy, chặn mắt 10. Không, Hoàng xác tận trên đây mà. Ừ, chắc mấy bạn này giàu mà. Còn nó nhặt xong rồi. Phoenix, Phoenix hoàn ra. Có đạn hóa tiễn không? Phóng hết mẹ. Có 9 viên nè.
mới đầy sao? Đây này, Aga phát ngoài của mày. Này. Đi luôn, đi luôn, đi luôn. Sắc đẹp này. Kiểm soát sợ dọc này, Aga. Kiểm soát sợ dọc cam rồi thôi. Ok, ok. Tiến sân deep này. Kéo mình lên khu nhà trên đây đi thôi. Đây này. Từ từ, từ từ, bó đang đi. Quên nó quét này. Mình trong tầm quét của nó rồi. Kìa trên 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 nhà mình bình ấy. Nhà cái này mình đứng. Ừ. Đây nè. Kìa bạn. Trời mất lục mưa rồi bạn ơi. Trong máu này. Trong máu rồi. Ôi, chạy bò bạn ơi, chà đi. Sửa giáp đây. Cái nhà mình vừa bắn, đấy, nhà dựng máy bay có hai thằng luôn. Ừ, chạy bò đó, bị khói nè. Trước mặt này có một thằng luôn mình nè. Khói liên tục. Trước mặt này là có rồi nha. Ừ, ok. À, có phát quang luôn nè. Cẩn thận, nó bắn sau lưng, ép lên luôn. Kìa trước mặt đang tạo hình nhá. Ừ, dưới nhà có một. Ê, nó ngay gần đây rồi. Tạo hình ngay dưới chân nhà. Vâng, cẩn thận. Nhặt đồ đi mà. Chắc nè. Tầm điếp trên đồi nữa. Nghe táp xa phết. Rồi mình pha cái máy bay. Tiếp vào bò đi. Vào cái đồi này đi, lên lấy đồi này mà phóng này đi. Và thính này còn đạn không thì lấy. Đổi máy đạn rồi. Sleep kìa. Ừ. Ngay gần này. Ơ có ai còn gì bao hộp đâu. Đang á. À rồi thôi. Chị đi vào. À, bày ngang con người nó luôn đi. Này thì đứng cho đang tang mất thôi. Ngoài bo này, chuẩn bị bọn ngoài bo vào này. Nên đồ mình nói rồi. Đồ mình có à? Không, không, không. Ý là lên đây rồi. Cái đoạn trong nhà bo này mình nghĩ vẫn còn này. Sợ là bị bắn trong lưng rồi. Hết lòng. Trong tháp chưa? Phóng luôn. Thẳng cái lỗ là bạn. Không thấy đâu. Thẳng lỗ, thẳng. Bạn có vào lỗ đâu. Mình ném vào bóng vào lỗ rồi. Quên mất giáp kìa. Rồi, chết luôn. Ủa, mất mất. Ủa cơ. Góc này chúng nó khó bắn mà. Mình giữa thủ cho Hoàng cái giáp ba này. Nghĩ là sau đồi này chứ nhỉ. Bắt đạn này. Một thứ. Còn một chùm ném thử vào trong cái nhà này cho nó còn. Còn hai. Body. Mình nghĩ nó chỗ đồi gần thính này. Đâu thính thì có nhắm thôi nha. Phun bom bên nữa. Ơ chết bo luôn. Vai tội vậy. Lại quân siêu Việt kìa, trên sông Dông đâu. Cái gì vậy? Bây giờ thầy triết học hóa rồi hả mọi người?
Ui, con xoa gì đầu đây? Đây nào? Cái gì đây? Đau ơi, gọi đầu à? Không, anh Cường ơi, cái nick của kia của em thì em có cày mấy khẩu kim cương luôn, mà cái nick này em lười lắm. Gọi đầu cho bố nha. Mai bố gọi đầu. Mai bố gọi đầu. Ít nhất cái lỗ này nó, cái tâm đùi cái lỗ này nhìn dễ nha, cái khẩu Hades. Cái đầu đùi nhìn đúng luôn đấy, thằng làm súng. Dạ bạn. Bom rồi con trai. Mày có rồi con trai. Bên xuống cuối. Mỗi rồi em quên mất. Để chát đi. Để làm chắc rồi. Đủ khoa. Khoa lại xuất hiện hả em? Anh tưởng em ngủ luôn rồi. Anh tưởng em sẽ không xuất hiện nữa. Bút đa cho súng trường sniper ra. Bút cả chiếc con luôn, chiếc con em thấy bắn bắn rẻ thế mổ bắn tút con chị con bóp rồi mà mùa sau bóp lên bắn. Dạ biết chứ mùa này mình thấy không có gì sôi động. Nhưng có người thì đó là lý do mình nhảy bên này mà bạn. Bên nhà mình này cười bạn ơi, có mình bạn ơi, hai qua rồi cười bạn ơi, trèo ra ngoài bờ rào bạn ơi. Giác này bạn ơi, ôi kích mẹ, ủa sao bắn sau lưng rồi, hack mẹ rồi. Đúng, còn lợn. Thì là quan hà này. Lợn hạch. Đây. Con lợn hạch. Nó lướt một phát tới nơi luôn mà. Bắn này đưa bay đây nha. Chứ bảo sao mà nó bắt được mình nhanh vậy. Nó bay. Mình phóng cối. Đang bảo ba lô đưa giáp cho Hoàng luôn. Con lợn nó sấy cho tan nát. Cả nó hát mà. Ừ thì nó hát đấy. Đi mua ọc nó đeo bán cho em cả. Quạt gì nữa. Sơn mới bán hết nguyên một dàn rồi giờ lại mua. Mua được giá mới mua à. Đó không phải Clan One đâu. Nó bêu xấu Clan thôi. Đúng rồi anh. Cái thằng nào hack mà còn tồn tại trong Clan. Từ khi nó hack kín thôi. Còn thằng này nó lộ quá rồi. Em chẳng biết sao nhưng mùa nào cũng lên mấy MB. Để xem. À. Lên mấy ghi chứ sao, lên mấy mê. Dạ, sẽ không theo thủy gì nữa. Lan quân. Tại sao phải với xấu và lan người ta. Ok.
Ok, vào đi bắn cái em đi, chị em vào bắn đi. Chẳng muộn rồi. Ủa có nhà bay hả? Không để ý. Một team đúng không? Dưới có một team nữa. Đi phần ta là mầm thôi. Dưới cùng ấy. Ok ok xuống nồi đi. Ôi ôi chạm phát cuối. Chạm nhà bạn mình mới bắt tới chắc xong. Cắt tiếp luôn hả ơi, đang được là một chén đang đi thủ đi hút bọn bên phải bọn là chuẩn bị xuống đây ấy. Mình sẽ nằm đây đợi bạn bay xuống. Không, bạn này quyết định nhảy lên cái cối gió rồi. Ừ. Nóc hàng trên cối, trên trụ ấy. Trên nóc yếu rồi. Trên bắt rồi, không... một thằng lên cứu kìa. Tưởng mình tiếng... Rồi nó chết rồi. Ngoa tài. Bắn chân. Gọi một tinh nữa. Cuộc sống mà bạn. Đó cái ông mới cho đi vệ sinh. Thoát người ra. Người này. Có hả? Có. Tôi mới chạy đây mà. Nhưng bỏ nằm cỏ hay nằm đất luôn. Đi, đi, đi. Không ngờ đứng đây luôn ấy, không ngờ chạy đây luôn ấy. Đó, mình bị lag à. Chạy ra từ đây. Bên xe anh thấy anh chip rồi kìa. Coi đi. Nếu là boss á, lâu lâu boss đang chạy từ từ mình thấy rõ trước mặt luôn và tự nhiên nó biến mất luôn, trái. Bốt luôn. Công luôn mà bốt được. Liếm. Cái xe này con súng kìa. Có súng ở đây này. Người lớn này. Biết sao giờ.
có mày hả? Bố lên rồi. Mọi người vừa rồi mình chơi X8 mình bán xoay không? Không, sao mình biết? Không, chứ bạn mình mày ơi. Đang sắp hàng à? Không đưa mình đâu. Thôi, Minh Phạm cảm ơn anh nhé, cảm ơn anh, tặng trao. Airdrop is coming. Tặng cho. Giáp đầy cũng nghèo. Mình có nòng dài. Nòng dài cam vàng. Ông thỏ kilo gắn X4 chứ ông thỏ. Vậy mà bạn vừa nhìn thấy mình sấy, mình sấy to đầu thằng đấy không? Quên mất mình nhặt, mình nhặt không để ý sát ai đâu nhá. Chứ thiếu gì nữa. Thằng này mình sấy to đầu bằng X4 luôn đấy bạn. Để đi lên rồi, có quên mất nhặt đạn nhẹ. Không mất đạn nặng. Giờ mình phải cho Hoàng kỹ năng sấy X4 như thế nào. Ví dụ nhìn chú canh chua kìa quá nha, bằng tụi cháu mà người kêu chú người kêu anh. Thế nãy giờ anh có gọi em là cháu đâu. Em sao á, nãy giờ anh làm gì có gọi em là cháu. Giờ đèn cứ xuống sao hả em, nghe xuống sao hả. Vậy nó che hết sai rồi. Nên nó che hết sai không thấy gì. Không thấy là sao? Để cho bạn chứng kiến cái xảy ra như thế nào chứ. Bốt nó biến mất luôn mà. Điều gì? Cho cắt lại like xem nhá. Không thể tin được con bé này. Không có SMRS luôn ta. Chưa nha, chưa hề chú cháu nha. Bữa nào thì không biết chứ bữa nay chưa nha. À Hoàng hả? Đang định nói có đứa hồi sinh. Mở rộng lên tế mà này. Đâu xin nhờ. Mình cũng đã cầm cái băng đạn kia nhờ băng đạn. Băng đạn mở rộng bắn tỉa. Biết. Mình nghe bạn, mình có điếc đâu bạn. Chẳng bạn nghe nhầm. Sao bạn xin mà có thấy bao giờ bạn bắn snip đâu. Trời ơi, mình bắn snip hơi bị cháy. Bạn xem video mới trên YouTube của mình chưa? Xả chưa. Thôi bạn bắn mọi mực. Nguyên chặt đấy bạn bắn cái là ai là chú đi. Mà có xin chú cho thôi. Tập trung biết bữa này bữa kia. Không biết chứ, cái gì là cái đó chứ. Ui, con gọi đầu cho mẹ từ nãy giờ luôn, không mỏi tay á. Nó đang mở cứu rồi kìa. Bắn gì vậy? Phát. Boss này là cứu mình. Mỗi vậy là ngăn. Ép ra mà ép. Nhiều lắm thôi nha. Bố thôi mà bạn kia khó khăn vậy. What the hell. Cậu này dịch lên dịch xuống ngươi vậy ta. Ôi bị bố bắn chết luôn hả. Bắn giết người kìa. Bắn giết. Hay vậy thì sao đỡ được. Ngay đầu nè. Ngay đầu nè. Ơ rõ ràng mình kê ngay người nha. Ôi em, bắn snip hay lắm. Cái gì xảy ra vậy? Ôi cứu bạn đi. Sao có gì nhặt rồi. Kỳ vậy. Thì
Bạn này có băng đạn không? Bạn có cái giáp động để mình nhặt hộ bạn. Tính luôn Hoàng ơi. Thế quả đó nhân phẩm gì ấy? Thì kìa, quay quay lại cứu ông không? Thôi kìa, không có được nào. Chị bom nổi đâu. Ôi. Nhanh 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 nhanh. Tính chỉ đang gần. Cái thằng có hồi máu thì ông ra cứu. Để cho cái